Anh! Sao anh lại đến đây? Tôi đang chuẩn bị đi làm. Em biết, để em đưa anh đi. Mình vừa đi vừa nói chuyện anh nhá. Tôi đang rất bận. Mà lẽ ra anh không nên đến đây. Em biết tình thế đang rất khó cho em sau phiên tòa. Nên em muốn gặp anh có câu chuyện riêng. Thôi được rồi, vào nhà nói chuyện. Nhanh nhá. Dạ. Anh nói luôn đi. Dạ, như cái việc tòa xử cầu tị như thế là gây cho em vô cùng bất lợi. Em muốn gặp anh để mong anh... Thôi thôi thôi, cái chuyện này không phải việc của bên tôi. Ok. Tốt nhất là anh gặp thẳng cơ quan điều tra cho nó đúng cửa nhá. Ok anh ơi. Alo, anh Văn đây ạ. Thông tin này tôi nắm được rồi anh ạ. Hôm qua cô Hằng có báo cáo với tôi. Lát nữa trong cuộc họp tôi sẽ trao đổi kỹ hơn với anh. Vâng, cảm ơn anh. Hôm nay tôi có cuộc họp bên Ủy ban Kiểm sát. 10 phút nữa tôi phải đi rồi. Dạ. Biết anh đang vội, em không dám làm phiền. Gọi là có lời mong anh giúp đỡ cho. Đây là quà của anh Vũ gửi cho anh. Quà này của anh hay là của anh Vũ? Là của công ty Hồng Vũ anh ạ. Tôi đùa anh thôi. Thứ nhất ý, nếu mà Vũ muốn gặp thì nên gặp trực tiếp. Thứ hai ý, là tôi không quen nhận quà của bất kỳ ai. Anh cầm về cho. Ôi kìa anh, em Lê Hoàng đây. Tôi nói lại nghiêm túc, tôi không nhận bất kỳ quà của ai. Mời anh. Xin lỗi, tôi không giúp gì anh được đâu. Ta trao đổi luôn nhé. Tôi gọi mọi người đến đây sớm để rút kinh nghiệm vụ tòa án trả lại hồ sơ. Về mặt nghiệp vụ, đây không phải là một lỗi nhỏ. Trưởng phòng 3 và kiểm sát viên thụ lý xin chịu hoàn toàn trách nhiệm ạ. Lỗi này thuộc về tôi. Kiểm sát viên được phân công thụ lý kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử vụ án. Nói như thế, tôi cũng phải chịu một phần trách nhiệm cùng với các bạn. Bắt đầu từ cơ quan điều tra, chúng ta đã khó khăn riêng trong nhận định. Nếu như tôi kiên quyết bảo vệ quan điểm đề xuất của mình, có lẽ là mọi việc đã không như thế này ạ. Cảm ơn các bạn đã ý thức được trách nhiệm của mình. Nhưng việc kiểm điểm rút kinh nghiệm ta hãy để lại sau. Bây giờ ta vào vấn đề chính. Đó là tìm cách khắc phục và ứng phó với những diễn biến mới mà theo tôi khá nhạy cảm. Rất may là chúng ta đã kịp thời nhận được đơn tố cáo của vợ bị cáo. Có những tình tiết mới làm thay đổi hẳn cả diễn biến bản chất của vụ án. Cơ quan điều tra đã tiếp nhận hồ sơ và điều tra bổ sung. Nhiệm vụ của phòng 3 là kiểm sát chặt chẽ. Về tội của bị cáo Tị, mọi việc đã rõ ràng. Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đã đủ chứng cứ để xác minh. Theo tôi, việc bổ sung mở rộng điều tra là để làm rõ về mặt khách quan của tội phạm. Đó là việc ngụy tạo biên bản phân nhiệm trong lãnh đạo của mỏ đá được thực hiện như thế nào. Về mặt chủ quan, liệu có động cơ hay hành vi gì hay không? Về tội của bị cáo Tị là như thế nào? Liệu có đồng phạm hay không? Thậm chí là có dấu hiệu của tội phạm khác hay không? Đang điều tra bổ sung. Thế sao nói là rõ ràng? Tôi đồng ý với đồng chí là trong vụ án này, ta sẽ điều tra xem có đồng phạm hay không. Diện mở rộng thế nào ạ? Đây là một vụ án điểm. Ta cần phải xin ý kiến của ban chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra. Nhiệm vụ của kiểm sát viên là phải bám sát hoạt động điều tra, nắm chắc tiến độ điều tra. Theo tôi, chúng ta không nên thụ động. Cần phải có đề xuất, yêu cầu điều tra cụ thể rõ ràng. Tôi hoan nghênh tinh thần chủ động kiên quyết tấn công tội phạm của đồng chí. Nhưng tôi lưu ý, phải bảo đảm nguyên tắc tập trung thống nhất lãnh đạo trong ngành. Khi chưa có ý kiến chỉ đạo, phòng 3 cứ tiếp tục thực thi chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền tố tụng của mình. Chị thấy cuộc họp vừa rồi thế nào? Tôi thấy lãnh đạo xử lý linh hoạt, đúng nguyên tắc, có gì lạ đâu. Dạ vâng, em đây ạ. Vâng, em thấy anh rồi. Em xuống đây. Em chào anh ạ. Vì này, tôi muốn trao đổi riêng với cậu vì cậu là người trực tiếp làm án. Vâng, có gì anh cứ chỉ đạo ạ. Linh cảm của cậu đúng.
Tôi có nghĩ đến, nhưng không ngờ chiều hướng lại diễn biến phức tạp như thế này. Em nghĩ là mọi việc có thể phức tạp hơn nữa đó. Vụ này đau đầu thật. Để sơ sẩy trong trường hợp này thật đáng tiếc. Đi vào phòng tôi đi. Báo cáo anh, em nghĩ là nó không chỉ là việc sơ sẩy đâu. Vì ngay từ ban đầu em đã rất nghi vấn về lời khai của chị, bởi vì nó quá hoàn hảo. Điều đó tôi biết. Bây giờ cần bàn hướng xử lý những chuyện trước mắt. Vâng. Giờ việc điều tra lại vụ án của chị không còn là vấn đề nữa. Như chúng ta đã thấy, chị chỉ là một quân cờ thí trên bàn cờ. Hay nói thẳng ra, vụ này có thể có dấu hiệu đồng phạm. Đồng ý. Quan trọng là việc mở rộng hồ sơ vụ án. Đến đối tượng nào, xử lý ra sao, cậu cũng cần tính toán để sớm chủ động. Vâng, viện trưởng đã cho phép thì em cũng xin được nói ạ. Bây giờ, ngoài việc điều tra là có đồng phạm hay không ra, em nghĩ là chúng ta cần phải điều tra rõ việc cấp phép. Và việc mất hồ sơ là một mắt xích trong chuyện này. Sẽ rất đồng chạm đấy, nhưng không thể không làm được. Trước hết phải tìm chủ thể mỏ đá, rồi các việc khác gỡ dần sau. Vâng, viện trưởng cứ chỉ đạo ạ. Thì vai trò của tị đã rõ. Vậy thì trách nhiệm thực sự của ông chủ mỏ đá Thanh Lâm và cả các cơ quan cá nhân có thẩm quyền cấp phép quản lý nhà nước với hoạt động khai thác mỏ ra sao? Trước hết là hậu quả của vụ sập mỏ. Sau nữa là liệu có vấn đề lợi ích nhóm ở đây không? Vâng, đúng như thế ạ. Phòng 3 chủ động phối hợp với cơ quan điều tra tiến hành theo hướng này. Rồi sau đó tùy theo diễn biến để mở rộng vụ án. Nhớ là hết sức cẩn trọng, không để xảy ra một lỗi nhỏ nào. Vâng ạ. Qua cái việc trả lại hồ sơ vụ án sập mỏ, phòng cũng cần phải rút kinh nghiệm. Đây là một cái lỗi nghiệp vụ khó chấp nhận. Dạ, em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm ạ. Thôi được rồi, cứ biết thế đã. Cậu về làm việc đi. Dạ, em xin phép anh. Tôi cũng trưởng thành để dân điều tra lên. Tại sao lại có cái kiểu sở như vậy? Hả? Tại sao? Tôi biết là anh đang rất bức xúc. Thế nhưng mà rất khó để trách anh em. Không phải là trách, mà là phải kiểm điểm để tìm ra nguyên nhân. Nói thật với anh này, tôi không bênh gì anh em cả. Nhưng mà từ ngày tôi bắt đầu bước chân về Việt Thanh cho đến bây giờ, chưa bao giờ tôi chứng kiến anh em phải làm việc trong một cái áp lực lớn như thế này cả. Áp lực thì điều đó là đương nhiên rồi. Đánh án tôi phải xác định như vậy chứ còn gì nữa. Nhưng mà vụ này nó là quá phức tạp. Ban chỉ đạo lại muốn giải quyết nhanh để trấn an dư luận, cho nên mới xảy ra tình trạng vắt chân lên cổ như thế. Này, anh Thông, anh là thủ trưởng của một cơ quan điều tra, anh không có thể phát biểu như vậy được. Việc nào ra việc đấy chứ này. Xin lỗi anh, tôi nói thì cũng nói như vậy thôi, nhưng cũng đã cho anh em kiểm điểm lại rồi. Và chính tôi sẽ là người phải chịu trách nhiệm chính trong cái việc này. Tôi không quy trách nhiệm cho ai. Việc này ban giám đốc sẽ phải xem xét lại. Giờ anh cho kiểm tra lại toàn bộ quá trình làm án, xem sai hay không nào. Tôi nghĩ là chúng ta sai ngay từ đầu. Từ lúc ta cho bắt tạm giữ tay tị. Không, tôi không cho là như vậy. Việc tay tị bị bắt, đấy là việc cần thiết. Một chỉ huy công trường bỏ vị trí để rồi sau đó gây ra tai nạn nghiêm trọng như vậy, tại sao được bắt giữ được? Vâng, tôi sẽ chỉ đạo anh em theo ý kiến của anh. Nhưng giờ còn việc quan trọng hơn, đó là tòa đã trả lại hồ sơ cho viện kiểm sát. Việc này rất phức tạp, nên viện kiểm sát không thể tự bổ sung hồ sơ được, mà đã trả lại hồ sơ cho cơ quan điều tra. Vậy hướng xử lý tiếp theo của điều tra là gì? Theo tôi, trước mắt ta mở thêm nhiều hướng điều tra. Với tị đã xác định tội danh rõ ràng, xem xét lại mức độ, củng cố kết luận điều tra, tiếp tục cho việc xét xử. Rồi sau đó ta lại mở rộng thêm hướng điều tra sang các đối tượng có liên quan đến vụ mỏ bị sập. Không loại trừ bất cứ ai có liên quan nghi vấn, đặc biệt là với chủ mỏ đá Lê Hoàng. Vâng. Còn mở rộng ra là Mai Hồng Vũ, là người đã lập ra dự án mỏ đá đầu tiên. Vâng. Việc phiên tòa trả lại hồ sơ vụ sập mỏ đang gây ra những dư luận không tốt trong thời điểm nhạy cảm này. Đúng là đáng tiếc thật. Giá như chất vấn của trưởng ban nội chính hôm họp ban chỉ đạo được ghi nhận thì đã không xảy ra chuyện phiên tòa trả lại hồ sơ. Ý kiến của tôi trong ban chỉ đạo bây giờ
chỉ là nghi ngại về tiến độ và diện điều tra. Nhưng nó rất kịp thời. Nếu như trưởng ban chỉ đạo chấp nhận... Không có chuyện ấy đâu chị ạ. Anh Nghĩa đã phân công từng thành viên trả lời. Tôi cũng đã gặp giám đốc công an và anh viết giải thích rất rõ ràng. Nhưng với cương vị là trưởng ban nội chính, tôi thấy anh nên có những động thái. Phó Bí thư cứ yên tâm. Tôi đã yêu cầu tất cả các bên liên quan kiểm tra lại từng khâu. Nếu như phát hiện vi phạm, sẽ kiểm điểm xử lý. Vụ tai nạn đã gây ra những hệ lụy to lớn cho Việt Thanh. Mỗi chúng ta cần phải nghiêm túc và làm hết trách nhiệm. Vâng. Dư luận xã hội đang trông chờ những xử lý tiếp theo. Tôi thấy ngoài trường hợp của Tị ra thì mọi thứ đều đang đi đúng hướng. Bên công an hôm nay cũng đang tiến hành họp kiểm điểm rút kinh nghiệm. Thế thì tốt quá rồi. Anh ạ, báo cáo anh, sáng nay giám đốc sở tài chính sang đây xin trực tiếp gặp anh để giải trình vấn đề chậm duyệt dự toán vừa rồi. Nhưng anh đi vắng nên tôi đã chuyển lịch xuống cuối giờ chiều ạ. Hình như chiều tôi có lịch làm việc với sở y tế hả? Dạ, nhưng sợ anh về không kịp nên tôi đã đổi lịch sang ngày mai ạ. Còn gì nữa không? Dạ, thưa anh, có một số phóng viên đăng ký lịch phỏng vấn chủ tịch, trưởng ban chỉ đạo về nội dung vụ dừng phiên tòa vừa rồi ạ. Huy, nói cho bận. Dạ. Tôi chưa trả lời bất cứ một câu nào với báo Việt Thanh. Vậy mà sáng nay đã có một vài đoạn đăng tải là cán bộ tỉnh Việt Thanh đã ký duyệt dự án khai thác mỏ trong tỉnh. Để tôi nói văn phòng ủy ban báo anh Phạm sang làm việc với anh ngay ạ. Không cần, tôi sẽ trực tiếp gọi điện cho anh. Vâng ạ. Anh xuống Thanh Lâm về sớm thế ạ? Tôi chỉ đi kiểm tra tình hình, giải quyết hậu quả vụ tai nạn cho các gia đình nạn nhân nên về nhanh. Chắc không tránh khỏi dư chấn anh nhỉ? Đúng vậy. Việc này sẽ còn gây hậu quả lâu dài cho địa phương. Chúng ta chỉ còn cách kiên trì khắc phục thôi. Thì thế, đáng lẽ ra phải làm tốt việc khắc phục hậu quả ngay từ ban đầu, thì bây giờ tránh được nhiều rắc rối. Đằng này... Thì anh em cũng đang cố gắng hết sức rồi đấy chứ. Nhất là việc đền bù cho các gia đình nạn nhân. Mà ban chỉ đạo cũng đã cố gắng giải quyết thật nhanh để còn ổn định tình hình. Tôi thì lại cho rằng cái sự nhanh này là để khép lại chuyện đang có vấn đề. Nói thẳng ra là anh Nghĩa muốn xử lý nhẹ cho doanh nghiệp. Anh này, anh mới về địa phương nên chưa chắc đã kịp nắm nội tình. Có những mối quan hệ khó nói lắm anh ạ. Chính vì vậy mà nó làm ảnh hưởng đến việc xử lý ở Thanh Lâm. Việc trở nên nghiêm trọng như thế này chính là hệ lụy của những mối quan hệ tế nhị ấy đấy Bí thư ạ. Chị nói mối quan hệ tế nhị là như thế nào? Là tôi nói mối quan hệ doanh nghiệp với một số cán bộ chính quyền. Quan hệ có thể nảy sinh tư tưởng xử lý thân tình, qua loa đại khái cho xong. Hôm nay chúng ta hẹn rà soát lại vụ án Lê Văn Tị trong vụ sập mỏ đá Thanh Lâm, xác định rõ nguyên nhân dẫn đến những sai lầm vừa qua của chúng ta. Giám đốc sở đã chỉ đạo kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm cá nhân. Lãnh đạo tỉnh cũng như là ban chỉ đạo khắc phục hậu quả tai nạn Thanh Lâm cũng đã có phê bình cơ quan điều tra chúng ta. Tôi yêu cầu cho mỗi chúng ta phải ý thức rõ trách nhiệm của mình. Kính thưa đồng chí phó giám đốc, thủ trưởng cơ quan điều tra. Kính thưa tất cả các đồng chí, tôi là người trực tiếp thụ lý vụ án. Với tư cách là trưởng phòng điều tra, tôi xin chịu mọi trách nhiệm. Với cương vị là thủ trưởng cơ quan điều tra, tôi cũng là người phải chịu trách nhiệm. Và chúng ta sẽ cùng xem xét kỹ việc này. Việc xử lý chưa chắc đã như chị nói. Cũng có thể có, nhưng chưa cụ thể thì ta không thể kết luận được. Bây giờ việc trước mắt là chúng ta phải ổn định công tác cán bộ. Tôi nêu ý kiến với Bí thư cũng là vì việc đó. Lần xử lý này cần phải làm triệt để, không dùng nhằng lờ nhờ được như việc của ông Nhất đấy. Việc luân chuyển của anh Nhất đã xong rồi chị. Hay là đồng chí Nhất có liên quan đến vụ mỏ đá? Không không. Ý tôi muốn nói rằng chính vì không xử lý triệt để cho nên anh Nhất mới kiện tụng triền miên như vậy. Theo chị,
Thế nào là dứt điểm? Là không kiện tụng, phát ngôn vô tổ chức nữa. Tôi đã gặp trực tiếp anh Nhất, đã giải thích cặn kẽ và thường vụ cũng đã có ý kiến kết luận. Vì vậy, anh Nhất cũng đã chấp nhận vị trí mới và có thể coi đó là đã giải quyết dứt điểm rồi con gì. Vâng, có thể đây chỉ là chút biểu hiện tâm lý về việc mất chức phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra. Anh có việc phải đi ạ? Vâng. Tôi mong anh sớm giải quyết những cán bộ liên quan đến tai nạn mỏ đá Thanh Lâm. Nếu không giải quyết vụ này minh bạch thì sẽ làm ảnh hưởng đến phong trào chung của Việt Thanh, bí thư ạ. Cảm ơn chị. Chúng ta sẽ làm quyết liệt đúng quy trình. Thôi, tôi đi đã nhé. Dạ vâng. Trong vụ việc lần này có sự sắp xếp, ngụy tạo hồ sơ. Anh em đã quá chủ quan, không lường trước được sự tinh vi của đối tượng. Đúng. Thôi, bây giờ tôi yêu cầu chúng ta cần tập trung vào những việc sau. Thứ nhất, củng cố lại kết luận điều tra về bị can Tị, xác định rõ tội danh cũng như mức độ và vai trò của hành vi phạm tội. Hoàn chỉnh hồ sơ để chuyển sang Viện Kiểm sát, tiếp tục truy tố ra tòa xét xử. Việc này đồng chí Thái phân công một điều tra viên khác thụ lý. Rõ. Thứ hai, chúng ta mở rộng diện điều tra trong vụ sập mỏ đã khởi tố. Thống nhất danh sách triệu tập những đối tượng cần tập trung đấu tranh. Tập trung vào đầu mối chủ thể là mỏ đá Thanh Lâm, cũng như là các cán bộ có liên quan đến việc cấp phép mỏ và làm mất hồ sơ bản đồ địa giới. Thưa thủ trưởng, lần này có bị giới hạn thời gian không? Khẩn trương nhưng không vội. Anh em cần tập trung cao, không được để bất kỳ sai sót nào xảy ra. Đủ chứng cứ chúng ta sẽ tiến hành khởi tố bị can. Phun ngoan nha. Ngoan nha, rồi anh Huy về rồi bà cho ăn nha. Ngoan nha. Con chào mẹ ạ. Về rồi con. Mẹ ăn cơm chưa? Còn đói quá. Mẹ vẫn chưa ăn à? Lần sau mẹ cứ ăn trước đi, đừng đợi con. Mẹ biết rồi, nhưng ăn một mình buồn lắm. Mẹ đợi con về ăn, có sao đâu. Thôi, con lên tắm nhá. Con đi tắm đi, rồi ra ăn cơm với mẹ. Em ngoan nhá. Giờ này mệt quá, nhiều việc đau đầu. Mãi mới có một hôm thảnh thơi hay được. Anh mệt mỏi chuyện gia đình hay là công việc? Cả hai. Mọi việc của anh đều thuận lợi, sao phải mệt mỏi? Ở cơ quan, ông Trình dạo này già rồi, lẩm cẩm. Suốt ngày giờ cái giọng trách đời. Còn về nhà ấy, bố lúc nào cũng nhăn nhó tra xét hết chuyện này đến chuyện kia. Này, bây giờ mà được bay sang châu Âu một tháng đi lang thang thì thích nhỉ? Lang thang gì, nhớ vợ thì cứ nói ra, em chả thèm ghen thì thôi. Em làm sao đấy? Đang chuyện nọ lại sọ chuyện kia, chả liên quan. Em đùa thôi. Em thấy như anh là sướng rồi. Làm cán bộ lãnh đạo, phía trên thì có ông già, phía dưới thì có anh em hỗ trợ. Chứ làm doanh nghiệp như là anh Vũ, kiếm được tí tiền thì cũng bạc tết cả tóc. Đợt vừa rồi chạy án cho ông Hoàng, gầy tọp cả người, trông tội thế. Thế à? Sót à? Hả? À, mà cũng phải thôi. Người xưa bóng cũ, xót nhau cũng đúng thôi mà. Hả? À, để gọi cho Vũ chơi tâm sự luôn nhé. À,
anh đừng có nói móc em. Anh Vũ là người em chịu ơn. Nếu không có anh Vũ, làm sao em quen được anh? Ừ. Chịu ơn. Chịu ơn thì đã trả ơn bằng cả cốt nhục rồi còn gì nữa. Sòng phẳng mà. Anh thôi đi. Em tha chẳng ghen anh thì thôi. Anh Vũ, anh ấy là người đàng hoàng mà. Ừ. Đàng hoàng. Đàng hoàng quá nhá. Anh này, em với anh đã nói với nhau là không nhắc đến những chuyện như này rồi cơ mà. Thôi, tôi chịu thôi, không nói nữa. Thưa anh, chúng ta bao nhiêu năm nay vui buồn sướng khổ chia sẻ. Bây giờ mà anh không ra tay cứu giúp tôi biết nhờ ai cứu giúp mình bây giờ? Gieo nhân nào thì gặp quả ấy thôi. Lúc ngọt bùi các ông hưởng, bây giờ đắng cay các ông định chút cho ai hả? Thưa anh, tôi nói thật với các anh nhé. Vì các anh mà tôi đã muối cả mặt, mang tiếng là trưởng ban chỉ đạo. Tôi là bằng mọi cách để hạ nhiệt xuống. Nhưng mà người tính không bằng rời tính đâu. Tôi hiểu ạ. Hiểu thì về đi. Rời đã không thương thì không ai thương được đâu. Thưa anh là bây giờ tôi biết làm thế nào ạ? Bây giờ Trung ương họ đang và sẽ kiên quyết điều tra. Ngay chính bản thân tôi này cũng phải mở rộng chuyên án đấy. Tôi nghĩ... Không nghĩ cái gì nữa. Đi về. Phối hợp với cơ quan điều tra. Họ yêu cầu cái gì thì cung cấp cho họ cái đấy. Thế thôi. Alo, anh Chỉnh đấy à? Anh Chỉnh ạ, tôi không còn thời gian để tiếp anh nữa đâu nhá, và cũng không tiếp được nữa đâu. Nhân thể đây này, có cả ông Thiệp ông ngồi đây này. Thì tôi cũng nói luôn với các anh, việc của các anh ngoài tầm tay của tôi rồi. Ngay cả bản thân tôi sẽ không biết là sẽ phải chịu ảnh hưởng như thế nào nữa đâu. Thế nhá. Anh cũng về đi. Xin phép chủ tịch ạ. Bao giờ vợ anh về đấy? Chẳng quan tâm. Sao phải nói phũ thế? Đánh trống lảng đấy à? Mỗi đêm FaceTime nói chuyện với nhau còn tin hơn cả trẻ trâu ấy chứ. Sao bảo là không ghen? Em đùa thôi. Trước giờ quan điểm của em rất rõ ràng. Em chỉ mượn tạm anh lúc người ta đi vắng. Còn lúc người ta về thì em sẽ trả nguyên giai nguyên kiện. Em thề đấy. Thật không?